bé Phát đang trên đường đến bệnh viện, tại vì ba của bé Phát bị cấp cứu, mọi người đi cấp cứu á, cho nên là mình sẽ đi đến cùng bé Phát để coi tình hình của chú như thế nào mọi người ơi. Không biết chú đã ra sao à. Đây, Phát mặt người là bé mặc áo vàng nha. Ba con bị sao vậy? Huyết áp lên à? À, huyết áp lên. À, xỉu luôn à? À, muốn xỉu ngay cổng bệnh viện không có vợ nó nãy á. À, ok. Nó đó là nó đuối rồi. À, thì giờ bị huyết áp mọi người, lên nó xỉu luôn á. Bây giờ mình sẽ đi cùng Phát lên bệnh viện mọi người ơi. Con không thăm ba chưa? Rồi sao không thăm ba? Người ta nằm hỏi thăm. Con vô hỏi thăm ba đi hết. Dạ, hỏi ba bị gì? Đẩy ba bị cũng không biết luôn. Thằng Châu vô hỏi vô ôm hỏi ba. Ở nhà là không kịp phải không? Chứ lại là anh chạy anh cũng may là có nghĩa là anh đang chạy xe mà đang, nó chạy, chưa ấy đó. Chạy xe coi như là mình chạy không được. Không được cái đường hộp, không được lên được cái 10 nữa. Ra chừng 3-4 nữa. Nãy phải nói em nghe, chở cho anh đâu hết đâu. Thấy chạo chạo rồi, tính anh vô nằm nghỉ rồi. Rồi nãy là điện mới nói là anh nằm trong bệnh viện, nó hết hồn luôn á. Khán giả nói biết á. Alo. Sao khán giả biết hai người? Ờ. Nãy chú đang live đó, có người nói đó thì anh mới biết á. Chú mới biết á. Sáng giờ anh có ăn gì chưa? Ngày sáng thì có ai không đứng rồi. Hồi đầu ngày cũng như thì sáng bà xã đi rồi ở nhà mình cũng làm cũng chơi nghe người cũng hơi nó khó chịu quá cho nên là mình nghĩ là mình phải chống gió, rồi cạo gió thì nó có gió, nhưng mà mình nghĩ là cái huyết áp của mình nó lên. Tại vì nếu mà huyết áp thì người ta không cho mình cạo đâu, thì nó đứt máu luôn. Vậy đúng rồi. Nó lên huyết áp mà nó huyết áp thì nhưng mà hồi nãy bác sĩ, la liền á. Đó, bởi vì thường thường mình bệnh á, mình không biết cho mình cái gì cũng cạo cạo là nguy hiểm lắm. Đó là người cao biết hạ không sao, người cao biết áp là cạo là nguy hiểm lắm. Coi như hồi nãy là mình đi mình bước cầu thang là mình tự mò. Cái này là anh chắc anh phải xin nghỉ vài ngày nghỉ ngơi. Tại vì đối độ tiền đình là ngủ không được đúng không? Bằng thân cái đầu mình á, suy sống rồi đủ thứ đúng rồi. Mình cũng hẹp, nãy mình cũng hơn, mình vô đây mình mua thuốc rồi mình đo mình mới biết cái chứ năm nay em đi ngoài đường là ảnh vô đây là ảnh bệnh thần luôn mà. Nếu mà ảnh bệnh thần là bệnh thần là bị mệt, nếu mà đang vô làm là không biết sao luôn á. Nếu mà đứng ở đây đi làm thì phải có thể chết. Không thì anh là công việc của anh là có leo thang rồi không? Nói chung là làm thì anh chèo cũng lắm á. Đó rồi, bởi vì nói cái nghề của anh là khi mà cao huyết áp lên đó mình khóc không sao. Nhưng mà khi mà mình ngồi trên cái thang đồ đó nó chóng mặt á, nguy hiểm lắm. Rồi xe nãy là anh nó hơn á. Đi ngoài đường mà nó ngã ngang cái là huyết áp thằng ngã ngang trúng một cái là xong ngay luôn. Không mà chắc là thuốc anh bị huyết áp á, sau này tức là phải ngày nào phải uống một cũng một viên thuốc rồi, để cho thuốc đem theo tức thì rồi. Thuốc này tại cái vấn đề mà to đó. Cái vấn đề mà nó lên là hơi bị nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm luôn. À, uống cái này cũng phải uống một thời gian dài lắm á, rất là nguy hiểm. Cái này là đang vô nước biển là chim cho khỏe hay sao anh? Đấy, cũng như là ta chích thuốc rồi. Ta chích rồi là ta vô nước biển luôn đấy cho mình nó phải ở trong cái mà hạ là không? Không, cái này là tiền về là may mắn. Anh bị lúc mấy giờ anh biết không ạ? Bị lúc 10 giờ mấy. 10 giờ mấy? Dạ. Thì lúc đó là anh thấy cảm thấy mệt mệt là anh chạy lên mua cho anh thấy là mệt mệt rồi, tại mình thấy mọi người là khó chịu là mình biết là mình chạy đi. Chạy đi cũng đâu không dám chạy nhanh. Tại ở nhà thì không có người nào để nhà được đúng không? Là lúc nãy là anh đi một mình anh. Tự đi mình xe bỏ xuống luôn. Vừa đến đây là xỉu á. Vừa tới đây rồi mình lên mình đâu biết áp thì cái gì. Cũng như cái tim mình cũng như là chỉ còn tim đập thôi, không phải là. Rồi sức lực hết rồi đó. Là nó sức lực không còn. Ủa anh bị này mấy năm rồi anh? Bị này mất 5 năm. Anh thường anh có dễ ngủ không? Khó ngủ lắm mà. Khó ngủ lắm. Cái người nó cứ bận thần nó hơi mệt mệt hoài. Bận thần nó mệt mệt hoài. Rồi sao mình đi làm mình chiều cao thì mình, buổi trưa trưa nắng á thì mình còn buổi trưa nắng như này mình vẫn gặp mặt trời mình có thấy cảm giác là sao? Như nó bị lên là mình thấy cái tim mình đó là nó đập quá chịu không nổi.
em hai nữa cái đầu. Bây giờ em cái đầu có, quay có nhiều em có một một ít cho anh để anh phụ tiền thuốc giúp anh nha. À em kêu mà tiền thuốc của anh cả. Đưa cho anh. Chợ cho anh thuốc có nhiều điện nha. Có cái làm cái em và anh cái tụi em thì không có nhiều đâu anh nha, thì tụi em hỗ trợ cho anh nha. Em với Mr. BB nha, hỗ trợ cho anh. Anh có tiền. Dạ. Để cho anh thuốc không nhiều nhưng mà có đủ để giúp anh hỗ trợ cho thuốc của nước biển được. Bây giờ là hiện tới luôn rồi, mẹ của em tới luôn rồi. Đi nãy giờ con đi đâu? Đi đánh lan nãy giờ đó. Nãy giờ cái túi này vô rồi nữa. Thì mình không đeo khẩu trang vô con. Ở thăm ba đi. Ba. Khẩu trang này. Chị xanh chị. Rồi giờ vô nữa mình vô. Giờ này nó mình vô cái này. Giờ cái ngoài ngồi thì người về đi chơi thôi. Ăn đi ra ngoài đi con. Không được, nó vô biển chị. Đúng rồi, ảnh mờ đó, ảnh mờ có ảnh như là em mua thuốc rồi còn cái này là ảnh mờ mốt đó, được lâu rồi đó. Bác sĩ nói đo chích thuốc, cả khi mà đo cái giác là nó lên tới 16 luôn. 16, 16, 7 á, trời ơi. Cái bệnh này là không có cạo gió được đâu, bác sĩ thấy bệnh nó không chạy. Đúng rồi, cái này là cạo gió thì nó sẽ giảm tĩnh mạch. Đó, nó đa huyết áp mà cạo không được đó. Bởi vì mình hổng biết. Nhưng mà anh thấy người anh nhức nhói thì anh cạo vậy thôi. Nhưng mà có phần anh lên máu thì anh cũng thấy có bị giống như lào mà bị da nắng da mưa. Nó kiểu như nó dầm vô người, nước nó rút vô thì cũng có bị nhức mỏi. Vô đây kẹt chứ là đi có một mình ra đây hả? Ra đây mua thuốc á, cũng vậy làm một mình luôn. Để em hỗ trợ, để em hỗ trợ giảm mua thuốc thì phí nhập viện thuốc rồi để... không không có nhiều để giúp chặn một chút xíu đó chị, không có sao đâu. Để cho chị xoa tay cho ảnh đi ạ. Lúc hôm ông hai chỉ lên máu là lấy hai cái tay đánh hai bên cái này nè, nó xuống máu nó tụt xuống. Giờ xong lát anh ngồi tự mình anh cũng làm được nữa. Lấy hai cái tay ấy hai bên cái thần kinh tọa ở đây nè, bấm quyệt á, tự nó xuống. Nãy giờ chị ở đâu chị? Chị đang ở dưới ngân hàng á. Dưới ngân hàng. Ngân hàng sao mà chị nói cho mọi người biết lúc đi à? Bây giờ thì cũng vô nó cũng tính như vậy đó. Nhưng mà mình xin riết thì được, nhưng mà nó được 52 triệu mấy trăm gì luôn, lãi là hai mấy triệu. Vô đây thì chị thì cũng xin với lại nhờ hai em Nam với lại Quân á, vô xin là được, nó chỉ giảm nó được thêm 2 triệu, nó là 12 triệu. Tại giờ nó giảm cho mình được 12 triệu, xin hết cái tiền lãi, lấy tiền gốc mà nó không chịu. Nó nói giờ có sổ nghèo thì xuống chỉ được 15 triệu thôi. Mà chị đâu có giờ để về, chị coi có sổ nghèo có không, có chị ra xã nhờ coi. Sao không? Tình hình sao? Anh có sốt lắm nữa thì không có thần kinh nữa. Không. Này lên mặt 16. Nhưng mà để lâu quá 18 lên nó giật người ta biết luôn. Không, 16 là xong mà sổ nặng lắm, cao lắm. Là cao. Rồi có khi nào anh bị như vậy chưa vậy? Có rồi, bị lâu rồi. Mấy lần rồi chị? Nhiều lắm chứ. Hình như là cái đợt này là cái bị cao máu này là lâu, nhưng mà ảnh ăn mặn, chị nói anh không có chịu bỏ ăn mặn. Mặn lắm à? Ăn mặn nó sẽ lên nữa. Lúc nào đi khám bác sĩ nói là rối loạn tiền đình, rồi người xác nhận là cao máu. Hai bác sĩ phải không? Sĩ Phước nói là rối loạn tiền đình hả? Với bác sĩ Hải hả? Người lên máu. Từ nào giờ có nhập viện lần nào như vậy chưa? À, cũng có một lần nữa mà không. Có một lần một lần mà. Giờ đi nhà cũng như vậy. Giờ tay chân nó mà. Giờ tay chân này cũng rất là nhiều. Ừ. Đi giờ nói chung là hơi mệt thôi, chứ là Dương vẫn hoạt động bình thường. Ok, vậy là nói chung là Dương có mệt thì mình dừng luôn.
mình giữ sức là nó cũng đỡ. Sức này phải ăn nghỉ vài ngày rồi. Nghỉ làm vài ngày. Con Phát nó biết chỗ đây hả? Phát biết chỗ hả chị? Phát dẫn em tới đó. Chị Hoa nói gì chưa? Nét đi cho vậy. Rồi ngồi cái xe mà hồi nãy xe mình về á, chị thấy chóng mặt mặt ói ghê luôn. Cái xe đầu đi không sao mà xe sau thấy ghê quá. Sao này nó mệt đâu. Anh ăn ít lắm hay sao mà sao anh ốm hả? Chị cứ ống lên ký một lần á. Cao máu lên thì nó là mệt, với lại phần là cái... Có nãy gò nóng thì đùi bao nhiêu anh? Này mình vô bệnh viện nó bắt nhập viện, nhập viện là nằm xong rồi mới về, vô là phải đóng 1,000,000 mấy. Lúc đó ai báo cho chị mà chị biết rồi chị về. Chị đang ngồi ở dưới bệnh viện ổng điện nè. Đứng vô làm giấy làm tờ luôn á. Có 100 mấy. Tính là 100 mấy là mình giấy gì vô đây với tháng 10 mình về gì không được. Đi xuất viên còn khác hơn một bà. Nó kêu ai về dắt dần đến người y tá. Bò rửa lớp đắt luôn cái rồi. Từ sáng giờ anh đi không uống gì chưa? Sáng mình đang có 1 mí rồi. Thì em cũng xin phép anh là đang bị bệnh như vậy mà em quay để em cập nhật tới cộng đồng để đọc hiểu về cái hoàn cảnh khổ của gia đình nha. Hôm trước á, ông bị lòng mệt á, lúc đó hình như chưa cao máu. Ừ. Mà mệt mà chị phải nặng này mà anh đỡ nặng mấy cái này bớt nặng hết luôn lúc trước. Với lại phần tại ông gian nắng. Cái nguy hiểm rất là leo cao á, leo cao là không có leo, cái điều ông làm hồ không có leo. Người say mới leo nhưng mà ông đứng dưới ông đưa là xô lên. Ông phụ thôi, ông phụ thôi. Chị nãy ngồi lên xe thì có sáng giờ không ăn gì, cái ruột cũng cào cũng điên luôn. Chứ con không ăn gì à? Sáng giờ ở nhà sao không ăn mà phải sáng giờ này. Có ăn đâu, có ai cái tiền ăn đâu, rồi còn mà có uống gì, có ăn gì đâu, uống nước ngọt không à? À sao nói mấy vừa chú mấy chú mua cho? Ừ, không có đi mua đại cái gì ăn, nhà có mì xong nấu mì ăn. Chú dẫn đi ăn gà đây. Mà mày quên bây giờ. Chú dẫn đi mà thì có. Ở nhà không nấu mì ăn rồi còn ngồi dậy còn người nói. Chú ăn dẫn đi mà. Tự nấu mì ăn cũng được. Ăn cơm nha. Ăn cơm về con về con ăn. Tí nữa thì tụi mình sẽ dẫn mấy đứa nhóc đi ăn cơm mọi người. Yeah, ăn cơm. Làm gì thấy đỡ không? Hả? Đó, thì mình cũng quay cho mình biết về thông tin nhiều như thế này là anh đến bệnh viện. Vừa tới thì anh bị ngất xỉu. Đó. Rồi cũng may là kịp. Là mình đi cùng ra hát đến đây. Thì mọi người xem video mọi người ủng hộ cũng như like, subscribe, đăng ký kênh để mình có thể làm nhiều video hay tiếp theo. Bye mọi người.